phương án của chúng tôi sử dụng lực lượng bộ phương tiện, đường bộ khả năng hiện có với cái lực lượng là quân số 27 đồng chí, thì chúng tôi sẽ lần lượt khử khuẩn các địa bàn từ ngoài vào trong, sau đó là dứt điểm các cái vị trí ổ dịch phát bùng phát thì chúng tôi đã làm lần lượt, kể cả các cái khu vực nhà dân cùng chúng ta phun khử khuẩn đầy đủ.